Bitcoin đã vượt vùng giá quan trọng. Đây là dấu hiệu của điều gì? Hey, xin chào anh chị và các bạn. Lại là Huy đây. Hôm nay là ngày 15 tháng 11. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật ha. Và video này sẽ có chủ đề là Bitcoin đã vượt cái vùng giá quan trọng. Thì sáng nay thì các bạn cũng đã thấy rằng là Bitcoin nó đã đóng nến khung tuần ha. Nó đã đóng nến khung tuần đúng theo cái nhận định của mình rằng là khả năng nó sẽ có cái biến động mạnh xảy ra. Và đúng như vậy, Bitcoin nó đã có cái sự biến động mạnh ở cuối phiên tuần và mở đầu cái nến tuần này với cái sự tăng trưởng các bạn. Đây, thì đây là sáng nay thì nó vừa có đóng nến ở 7 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì nó đóng nến một phát thì nó pump lên rất là mạnh. Và nến này ở trên khung 1 giờ thì chúng ta thấy rằng nó đã tăng là gần 3.000 giá ha các bạn. Và cái video trước đó mình đã có dự đoán đó là nhận định đó là Bitcoin nó sắp có cái biến động mạnh xảy ra ha. Là video đó là vào ngày 12 tháng 11 và nó đã diễn ra thôi các bạn. Bởi vì là nó đã đóng nến phiên nến tuần và mình cũng đã nghiêng về cái phần tăng trưởng nhiều hơn ở cái video trước đó. Bởi vì là hôm qua thì Bitcoin nó đã có cái sự diễn ra cái bản nâng cấp Taproot thành công. Cho nên là đó có thể là một cái chất xúc tác khiến cho các nhà đầu tư họ lạc quan hơn ha các bạn. Video này được đồng hành cùng Coin98 Wallet. Đây là ví multi-chain dùng để lưu trữ tiền mã hóa được đánh giá tốt nhất hiện nay, hỗ trợ lưu trữ coin và token lên đến 30 chain khác nhau. Trên ví Coin98, các bạn có thể swap mua bán token nhanh chóng, tiện lợi và còn nhận được điểm thưởng ở mỗi lệnh swap đó. Điểm thưởng sẽ dùng để nhận những phần quà đến từ Coin98. Các bạn có thể tìm hiểu, tải về Coin98 Wallet trên App Store hoặc Google Play và nhập mã giới thiệu ở dưới phần mô tả video để ủng hộ kênh nhé. Ok, về phần tin tức á, thì mình vẫn đang thấy rằng là gần đây Plan B là người đã tạo ra cái mô hình cho thấy là cái tính khan hiếm của Bitcoin. Ông ấy đã cập nhật cái mô hình anh ấy. Và cái bài viết này thì team mình cũng đã có viết ở trên website của Merchant ATM ha. Các bạn có thể vào đây và đọc chi tiết hơn. Và đường link thì mình sẽ để ý dưới phần mô tả và cái phần bình luận của video để các bạn có thể vào đọc chi tiết hơn ha. Và đây các bạn thấy rằng là ở trên Twitter thì anh ấy vẫn trích ra cái tháng 11 là 98.000 là mục tiêu của anh ấy và tháng 12 là 135.000 đô đối với giá Bitcoin. Nó vẫn đang diễn ra ha các bạn. Nó vẫn đang diễn ra. Ok, và mô hình này thì mình thấy rằng là nó cũng có cái tính sai số. Mình đã đọc những cái bài trick ở nãy thì nó có cái tính sai số là khoảng là cộng trừ 5% ha. Và qua cái mô hình stock to flow của Plan B thì mình cũng đang có cái tính gọi là lạc quan hơn với thị trường. Bởi vì là Bitcoin nó vẫn đang thể hiện rất là rõ cái tính khan hiếm của nó ha. Bởi vì là cái data on-chain là cái dữ liệu trên blockchain của Bitcoin cho thấy rằng là cái lượng cung của Bitcoin dự trữ trên sàn nó đang giảm dần và đi vào cái trạng thái là sốc nguồn cung như các cái video trước mình đã có cái đề cập. Cho nên là cái việc tăng giá nó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi ha các bạn. Và những tháng trước đây thì các bạn thấy rằng là cái dựng nhận định của anh ấy, nhận định của Plan B đã dự đoán chính xác tháng 9, tháng 10 và tháng 11 thì bị sai số một tí ha. Tháng 9 thì anh ấy dự đoán là đóng nến tháng 8. Xin lỗi các bạn, đó là tháng 8. Đóng nến là trên 47.000 và việc đó nó đã xảy ra rồi các bạn. Tháng 9 thì nó đã đóng nến có cái mức giá là trên 43.000 thì cũng đã xảy ra ha. Còn tháng 10 thì các bạn thấy rằng là Bitcoin đã đóng nến vào lúc là và mức giá là 61.000 đô ha, 61.000 đô và nó cũng được coi là nó sai số một tí, cộng trừ 5%. Và tháng 11 này thì với mô hình này thì anh ấy nhận định nó là Bitcoin có khả năng nó tăng lên cái vùng là 98.000 đô thôi các bạn. Và tháng 12 là sẽ là 135.000 đô, đúng như cái nhận định trước đó của cái mô hình stock to flow của Plan B. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đi vào cái tổng quan thị trường các bạn. Thì các bạn thấy rằng là trong 24 giờ gần đây thì vốn hóa thị trường nó đã tăng lên 2,2%. Nó tăng vượt 3.000 tỷ đô trở lại rồi ha các bạn. Bitcoin thì nó tăng 2,5% trong 24 giờ gần đây. Rất là tốt này, đây là cái tín hiệu rất là tốt. Bởi vì là vừa đóng đến tuần và Bitcoin nó cũng đã bắt đầu tăng trở lại. Đây là một cái tín hiệu rất là tốt ở nửa cuối tháng 11 ha. Nửa cuối tháng 11. Và thì nó cũng đang rất là đúng cái timing của mình, cái phân tích của mình ha các bạn.
Trước đó thì mình cũng đã có phân tích là Bitcoin cũng như là Altcoin nó có thể là nó sẽ tăng mạnh trong nửa cuối tháng 11, và hiện tại thì nó đang đi đúng thôi các bạn. Tiếp theo thì các bạn thấy rằng là Bitcoin nó lại đóng nến không tuần hay nó vượt. Đây các bạn thấy là cái nến tuần vừa rồi nó đóng nến này, nó vượt cái vùng ATH cũ rồi. ATH cũ của Bitcoin trên sàn Coinbase á thì nó có mức giá cao nhất là tầm 64.800, nhưng mà tuần tuần vừa rồi ấy, nó đã đóng nến ở mức giá là 65.000, trên 65.000 rồi các bạn. Và điều này cho thấy rằng là cái mức ATH cũ của Bitcoin ở trên cung tuần ấy, nó đã bị phá vỡ rồi, cho nên là nó đã thể hiện cho cái điều đó là cái xu hướng tăng vẫn đang được tiếp tục và nó đang duy trì rất là tốt thôi các bạn, nó đang duy trì rất là tốt. Và cái điều này thì mình cũng đã có cái việc là mình đã phân tích với các bạn trước đó, đó là nó đã báo hiệu bằng cái việc đó là RSI là cái chỉ báo động lượng này, nó đã break out cái mô hình cái đường trendline giảm, nó break out lên thì nó đang báo hiệu là có lực mua lên, lực tăng rất là mạnh. Cho nên là cái việc mà nó sẽ break out ATH cũ nó sẽ là điều bình thường thôi các bạn. Ok, và các bạn thấy rằng là những cái mốc màu đen ở đây là quanh vùng 69.599 thì Bitcoin nó đã chạm và nó đã phản ứng rất là mạnh. Ở đây á, là những cái mốc Fibonacci mở rộng thôi, là 100% con sóng tăng vừa rồi, 127,2% và 161,8% ha. Thì các bạn thấy rằng là khả năng mà nó sẽ tăng lên đến 69.599 này, nó đã tăng rồi. Và sắp tới khả năng cao nó sẽ tăng lên 77.000, và tháng 12 có khả năng là nó sẽ đóng đến vượt 100.000 cũng có thể ha. Mình vẫn luôn sát sao, phân tích sát sao hàng ngày với các bạn, cập nhật hàng tuần với các bạn luôn ha. Thì các bạn nhớ follow mình nhé. Ok, và cái việc mà Bitcoin nó đã đóng đến tuần vừa rồi vượt cái vùng ATH chứng tỏ cho cái việc đó là duy trì xu hướng tăng rất là mạnh mẽ, và chúng ta sẽ follow tiếp về cái data on chain ha. Về data on chain thì các bạn thấy rằng là Bitcoin nó đã vẫn đang có cái cú sốc nguồn cung xảy ra bởi cái việc là cái số lượng nguồn cung Bitcoin dự trữ trên sàn nó vẫn đang ở mức khá là thấp thôi các bạn, chỉ là ở 2,3 triệu cái đồng Bitcoin ở trên sàn thôi ha. Trước đó nó từng cái đợt mà Bitcoin reserve này mà nó giảm thì giá Bitcoin nó sẽ diễn ra, nó là cái đợt tăng giá ha. Thì nó cũng là điều dễ hiểu bởi vì là nguồn khi mà cùng với lại một lượng nhu cầu nhưng mà nguồn cung nó giảm đi, tức là ít người muốn bán lại, thì tự động là giá nó sẽ bắt đầu nó đẩy tăng mạnh ha, bởi vì là nhu cầu nó quá là nhiều. Ok, về cái stablecoin supply ratio là cái tỷ lệ mà cho thấy rằng đó là đây công thức đó là được tính bằng cái vốn hóa của Bitcoin chia cho vốn hóa của tất cả stablecoin ha các bạn, thì nó đang ở cái mức đó là 15,6. Thì đây cái mức là mình thấy là nó cũng chưa phải là cái mức mà cho thấy là cái việc chốt lời nó diễn ra mạnh đó ha. Nó diễn ra mạnh khi mà cái chỉ số này nó quanh ở cái mức là 24 cho đến 30 ha các bạn, có thể là hơn 30 nữa. Thì hiện tại thì nó vẫn đang ở cái mức là 16, 15, 16, cho nên là nó chưa có phải là cái vùng mà để cá voi họ phân phối hàng mạnh ra ha. Ok, cho nên chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta follow thôi, thị trường vẫn đang là uptrend rất là tốt. Về cái tỷ lệ sử dụng đòn bẩy ước tính ở trên những cái sàn giao dịch thì các bạn thấy là nó vẫn đang ở cái mức khá là cao, bởi vì á là cái công thức mà tính ra cái tỷ lệ sử dụng đòn bẩy này nó bằng cái việc đó là chia cái open interest chia cho cái số lượng Bitcoin reserve là cái Bitcoin dự trữ trên sàn, nhưng mà Bitcoin dự trữ trên sàn nó đang giảm đi, cho nên là cái việc mà tăng cái sử dụng đòn bẩy này, cái chỉ số này nó tăng cũng là điều bình thường thôi các bạn. Ok, thì mình thấy rằng chỉ số sử dụng đòn bẩy này nó cũng đang ở cái mức khá là cao, và khi mà nó xảy ra một cái việc là điều chỉnh mạnh á, thì giá Bitcoin nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ha. Để cái điều này thì mình cũng đã có nhắc với các bạn phân tích rất là nhiều lần rồi, cho nên chúng ta không có nói sâu vào. Và cái chỉ số cho thấy là cái việc bán chốt lời hay là bán cắt lỗ của các nhà đầu tư, đó là chỉ số SOBR ha. Thì đây là các bạn thấy là trước đó mình có phân tích đó là khi mà chỉ số nó tăng lên, cho tăng lên như thế này, cho thấy là có một lượng lớn các nhà đầu tư họ bán chốt lời ra, bởi vì là chỉ số này nó ở trên cái mức là một ha, ở trên cái mức một. Cái mức một này là cái mức cân bằng ha các bạn. Nếu như mà cái chỉ số này nó ở cái mức một á, thì giờ khi mà nhà đầu tư bán ra thì họ sẽ có khả năng là họ sẽ phần lớn là họ bán hòa vốn ha, họ bán hòa vốn. Và khi mà chỉ số này nó giảm dưới một mà họ bán ra, các nhà đầu tư bán ra thì có thể là nó sẽ bán lỗ ha. Còn còn trước đó thì các bạn thấy là nó tăng lên 1,1 luôn, 1,1, và khả năng cao là những short term holder, là những nhà đầu cơ ngắn hạn họ bán chốt lời ha các bạn, họ bán chốt lời và chỉ số nó tăng lên và hiện tại thì nó đã giảm lại trở lại rồi, cho thấy là cái đợt mà điều chỉnh vừa rồi các bạn thấy là khi mà cái đợt điều chỉnh vừa rồi nó giảm giá Bitcoin xuống và có một cái lần bán chốt lời của các short term holder, thì có đây có vẻ là
một cái nhịp mà rũ rũ bỏ bớt ha, rũ bỏ bớt những nhà đầu cơ ngắn hạn, họ đã bắt đầu là họ đã bán chốt lời cái số lượng Bitcoin mà họ đang nắm giữ ha các bạn. Ok, và đây là một cái phân tích của chuyên gia ở trên CryptoQuant. Thì cái phân tích này cho thấy á, là cái số lượng mà những đồng Bitcoin đang được được coi là đang giao dịch, nó đang tăng lên rất là nhiều. Nó đang ở đây các bạn thấy là whale moving. Whale moving tức là các cá voi họ đang di chuyển cái số lượng Bitcoin họ đang nắm giữ ha. Trước đó 2017 cũng như vậy, khi mà whale cái tỷ lệ mà cái chỉ số này data on chain mà cho thấy là whale họ đang di chuyển á, các cá voi họ đang di chuyển, thì nó sẽ đang mở ra một cái con sóng tăng sắp tới của Bitcoin này các bạn. Nó boom rất là mạnh ở năm 2017, và hiện tại khả năng các bạn thấy là cái việc mà Bitcoin nó sẽ tăng tiếp á, nó sẽ là điều diễn ra ha trong tương lai. Và mình nghiêng về cái xác suất mà Bitcoin nó sẽ tăng tiếp, và nó cũng đúng với lại cái phân tích của một chuyên gia ở trên CryptoQuant ha các bạn. Ok, và cái phân rate các bạn thấy là khi mà giá Bitcoin nó điều chỉnh trong những ngày vừa rồi thì phân rate nó cũng giảm, bởi vì là nhiều cái lệnh short của các trader được mở ra nhiều hơn, và mọi người nghĩ rằng là thị trường nó vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh. Và khi mà mọi người mà nghĩ rằng là thị trường nó sẽ tiếp tục điều chỉnh thì giá Bitcoin nó sẽ bắt đầu nó tăng trở lại các bạn, bởi vì là xu hướng chính. Các bạn thấy là cái xu hướng chính mình đã có phân tích rất là lâu rồi, đó là xu hướng chính vẫn đang là xu hướng tăng rõ, rất là đẹp. Và khi mà mọi người mà mở lệnh short nhiều á, các trader mà họ mở lệnh short nhiều, khả năng nếu mà nó thanh lý cái lệnh short đó thì nó sẽ mở ngược lại một cái lệnh long và khiến cho giá nó đẩy tăng mạnh lên ha. Và cái việc mà sáng nay các bạn thấy rồi thì Bitcoin nó tăng mạnh lên. Đây các bạn thấy này, khi mà Bitcoin nó tăng mạnh lên thì nó sẽ kích hoạt những cái stop loss của các cái vị thế short, và nó sẽ mở lại một cái vị thế long, và nó để nó thanh lý ha. Và giá của Bitcoin nó tăng mạnh lên. Các bạn thấy hiện tại thì nó đã phá vỡ cái xu hướng giảm ở trên khung 1 giờ của Bitcoin rồi. Đây là cái vùng lý thuyết đao giảm này. Và khi mà giá Bitcoin nó vượt lên, nó thủng, và kèm với volume giao dịch cũng được coi là nó thỏa mãn, cho nên là cái xu hướng giảm Bitcoin trong ngắn hạn nó đã chuyển sang xu hướng tăng rồi các bạn. Xu hướng tăng ở trên khung ngắn hạn của Bitcoin. Và ở trên khung ngày thì các bạn thấy rằng là Bitcoin nó đã, ở trên khung ngày các bạn có thể thấy là Bitcoin nó đã Bitcoin là nó đóng nến ở trên nến ngày á. Hôm qua mặc dù là những ngày cuối tuần nhưng mà Bitcoin nó có cái sự giữ giá rất là tốt, và nó đã đóng nến bằng một cây nến tăng nha các bạn, với cái thân nến cũng tương đối khỏe. Và mình đang nhận thấy là khả năng mà nó sẽ tăng tiếp lên cái cạnh trên của cái mô hình cái kênh tăng giá này khá là cao. Và chúng ta cũng nên cẩn thận ha, bởi vì là khi mà giá nó càng tăng nhưng mà volume nó không có sự đột biến, và RSI nó đang có cái sự phân kỳ đỉnh, cho nên chúng ta cũng nên cẩn thận, bởi vì là nó sẽ có những cái đợt bùm đùm rất là mạnh ha. Có khả năng nó sẽ diễn ra như vậy ha các bạn. Đó là theo cái kinh nghiệm của mình, mình quan sát rất là nhiều lần rồi, và khi mà nó sẽ có những cái trường hợp mà thị trường nó tăng quá nóng á, thì nó sẽ diễn ra những cái trường hợp bùm đùm rất là mạnh. Nó chỉ bùm đùm trong vòng là 5 phút thôi, nhưng mà nó chạy tầm 5 cho đến 10 ngàn giá là bình thường ha. Ok, ở trên khung 4 giờ thì vẫn giống như là cái phân tích của mình, đó là khi mà giá Bitcoin nó đã có cái sự thoái lui về vùng Fibonacci 0.5 và 0.618 mình đã có phân tích trong các video trước ha. Khi mà nó có giá nó về đây thì nó tạo nên một cái setup, đó là setup bullish fakie, là một cái sự phá vỡ giá mang chiều hướng tăng giá của Bitcoin ha các bạn, trên vùng 4 giờ. Và vùng đầu tiên là vùng mình đánh dấu X thì mình không có long được, mình không có trade long được. Và vùng thứ hai là vùng chúng ta có thể trade long được là quanh Fibonacci này, hiện tại chúng ta đang có lãi rồi ha. Quanh 63.700, hiện tại thì nó đang 65.700 rồi, lãi 2.000 giá rồi các bạn. Rất là tốt. Và cái RSI thì nó cũng đã break out khỏi cái đường trendline giảm luôn nè. Các bạn thấy nó đã break out lên phía trên, rất là tốt cho cái việc mà Bitcoin nó tăng trưởng trong thời gian sắp tới ha. Khả năng mà nó tăng lên cái vùng mà kháng cự cũ ATH đó là quanh 69.000 khá là cao. Thì đó là cái phân tích của mình. Về vốn hóa thị trường thì các bạn thấy rằng vẫn đang là xu hướng tăng rất là tốt, và nó đã lọt ra khỏi cái kênh tăng giá này rồi ha. Nhưng mà nó vẫn đang nằm trong cái xu hướng tăng tốt, bởi vì là cái vùng lý thuyết đao, vùng đáy dẫn tới đáy dẫn tới đỉnh cao nhất trong một cái xu hướng tăng nó vẫn chưa có phá ha các bạn. Và cái vùng mà Fibonacci nó đang đỡ cho cái vốn hóa nó đang rất là tốt, cho nên là khả năng nó sẽ tăng tiếp thuận xu hướng ha. Vốn hóa Ancore cũng như vậy các bạn, đó là cái mô hình vai đầu vai ngược này này, nó đã đẩy cho cái vốn hóa Ancore nó tăng lên, và hiện tại thì nó vẫn đang nằm trong xu hướng tăng rất là tốt, bởi vì là cái vùng 1.500 tỷ đô này nó vẫn đang được tôn trọng và nó chưa có phá vỡ ha. Về cái thị phần của USDT thì nó có sự biến động, bởi vì là các bạn thấy là khi mà giá nó lên cái vùng lý thuyết đao á,
thì bắt đầu nó có những sự phản ứng và khiến cho thị trường nó có những cú sốc thôi các bạn. Hiện tại thì nó đang sideways thôi, nó đang sideways và cái xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm, và cái cú rút 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 chân gọi là cái bóng nấy phía dưới rất là dài như thế này, các bạn thấy rằng là đây là cái sự mà có cái việc mà swap từ USDT sang Bitcoin và ngược lại nó khá là lớn, cho nên khiến cho thị trường trong 24 giờ gần đây thì nó có cái sự biến động thôi các bạn. Thì đó là cái việc mà chúng ta phân tích biểu đồ của Bitcoin, data on chain, tin tức và những cái thị phần USDT ha. Và trong video sắp tới, video tiếp theo thì mình sẽ phân tích với các bạn về những cái đồng altcoin và các cái chỉ số liên quan đến altcoin, và tuần này thì mình sẽ tập trung vào phân tích những và trade những cái đồng altcoin nào ha. Cảm ơn anh chị đã xem video này của mình, và xin gặp lại, hẹn gặp lại anh chị ở trong cái video sắp tới ha.